Xin chào tất cả mọi người nha. Và hôm nay đã là Giáng sinh rồi kìa. Thì không biết là Giáng sinh năm nay nếu mà có một điều ước thì các bạn sẽ ước điều gì nè. Riêng cái nhân kiết á, thì kiết ước là mình sẽ có một điều đó thật là bất ngờ và may mắn đến với mình. Và kiết cũng xin chúc cho tất cả những người bạn đang có mặt trên channel của kiết á, có một mùa Giáng sinh thật là ấm áp và an lành luôn. Và kiết chúc cho các bạn là trong thời gian sắp tới đó sẽ gặp thật là nhiều may mắn luôn nha. Thật sự thì mình rất là cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cho mình và đăng ký kênh của mình nè. Thì nếu mà không có các bạn thì không biết là cái kênh của Kit sẽ đi về đâu nữa. Nên là cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đấy. Thì trong mấy ngày nay đó, Kit đang chơi ở chế độ tự chiến. Thì lúc trước OB18 thì đã có tự chiến rồi, nhưng mà sang OB19 này mình mới chơi thử. Và trong mấy ngày nay mình chơi thì mình cảm thấy chế độ này rất là hay luôn nè. Thì những bạn nào đang cần tập luyện kỹ năng ném bom keo nè, rồi kéo tâm hay là những kỹ năng khác đó, thì các bạn có thể là vào tự chiến để mà tập luyện. Bởi vì trong chế độ này đó, các bạn chỉ việc là mua đồ, mua súng và các bạn bắn luôn, chứ không phải như là đấu thường hay đấu răng. Các bạn phải vô game rồi các bạn nhặt đồ, rồi rất là mất thời gian, rất là lâu. Còn tự chiến thì các bạn cứ vào và các bạn mua và bắn luôn thì rất là nhanh. Thì Kit cảm thấy là rất là hữu ích luôn ấy. Nên là những bạn nào đang ném bom keo chậm nè, hay là ném bom keo không được, hay là các bạn kéo tâm còn yếu đó, thì có thể là vào tự chiến để mà tập luyện nha. Thì Kit thấy là có rất là nhiều bạn comment hỏi Kit về cái cách mà chuyển sang một cái server nước ngoài để mà chơi đó. Thì các bạn lưu ý cho mình là một tài khoản nó chỉ chơi được ở một server thôi. Ví dụ như các bạn đang chơi ở server Việt Nam á, thì các bạn không thể nào dùng cái nick đó để mà chơi ở một server nước ngoài được. Mà các bạn muốn chơi ở server nước ngoài, các bạn cần phải tạo cho mình một cái nick mới hoàn toàn luôn. Và các bạn tải về cho mình phần mềm VPN á, để mà chuyển server. Sau đó các bạn dùng cái nick mới đó để mà gắn với server đó thì các bạn sẽ chơi được. Thì cụ thể cái cách chuyển các bạn có thể lên YouTube, các bạn search cho mình cái từ khóa là cái cách chuyển server Free Fire đó. Thì mình thấy là có một số video đã hướng dẫn về cái đó rồi, các bạn cứ lên search thì nó sẽ ra nha. Rồi ok, thì sau đây là một số bạn nội dạy mới mà Kit vừa mới cập nhật được trong OB19 này. Thì những bạn nào cần thì tham khảo nha, còn những bạn nào mà không cần, các bạn kéo tâm được rồi thì các bạn có thể lướt qua clip của mình cũng được nha. Chứ đừng có vô mà đá xoái mình, mất công cãi nhau mệt lắm. Thì con máy đầu tiên là con Huawei i7 Pro 2019 nè. Nhìn xung quanh thì kích để là 100, Red Dot Size là 95, 2X là 90 và 4X thì mình để là 84. Và kích cỡ nút bắn thì các bạn để cho mình là 57 nha. Và con máy thứ hai là con Vivo V15 nè. Nhìn xung quanh thì kích để là 98, Red Dot Size là 95, 2X là 88 và 4X thì mình để là 80. Nút bắn thì mình để là 57 luôn. Và Xiaomi Redmi Note 7 thì mình để 100 là nhìn xung quanh nè, Red Dot Size là 95 và 2X là 90, 4X là 80 nè, nút bắn thì vẫn là 57 luôn nha mọi người. Và tiếp theo con máy thứ tư là con Apple A3s. Thì nhìn xung quanh thì cái để là 100 nè, Red Dot Size là 95, 2X là 92 và 4X là 87 nè, nút bắn thì vẫn là 57 luôn. Và con máy thứ năm là thuộc dòng G7 nè, sẽ có là G7, G7 Prime và G7 Pro. Thì nhìn xung quanh thì cái để là 95, Red Dot Size là 97 nè, 2X là 90 và 4X là 85, nút bắn thì vẫn là 57 luôn nha mọi người. Thì mình nói rồi, sang OB19 này thì nút bắn là 57 thì mình thấy là dễ kéo tâm hơn. Và cuối cùng là con máy iPhone 6s Plus. Thì nhìn xung quanh là kích để là 86, Red Dot Size là 92 nè, 2X là 85 và 4X là 77, và nút bắn thì vẫn là 57 luôn nha mọi người. Ok, thì đây chính là 6 bạn đầu nhạy mà Kit có trong video ngày hôm nay. Thì Kit hy vọng là các bạn có thể kéo tâm được với lại những bạn đầu nhạy này. Và nếu mà các bạn gặp bất kỳ những cái vấn đề gì đó khi mà kéo tâm với lại những bạn đầu nhạy đó, thì các bạn hãy comment bên dưới cho Kit biết nha. Kit sẽ giúp các bạn khắc phục những cái lỗi này. Còn bây giờ thì Kit cảm ơn các bạn đã đón xem clip này của Kit nè. Đừng quên là ủng hộ cho Kit bằng cách là like video nè, đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo lên, và để lại cho Kit một bình luận bên dưới nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nè. Bye bye tất cả mọi người nha.